Bây giờ đó ai cũng chế ra vũ khí, mà nếu ăn thì thôi mà em hen, còn hãy thua là nó nhận nút. Mà nó nhận nút một cái đó, bây giờ hồi đệ nhị thế chiến đó, thằng Mỹ nó luyện có hai trái bom nguyên tử ở Nhật á, hải đảo và Trường Kỳ, mà Nhật mà đầu hàng mà chết mấy triệu người. Còn bây giờ đó, theo khoa học bây giờ nó đoán biết 4/4 của bom nguyên tử hạt nhân và bom kinh khí đó hen, chỉ 1/1 thôi cái quả địa cầu này cũng tiêu lụng luôn. Mà thuốc ba con rầy đó hen, mà thuốc ba sa nó xịt khỏi cần trúng thứ cái hơi cũng chết. Mà nguyên tử hạt nhân bây giờ mà hỏi nó nhận nút một cái rồi bay cái không khí đó thì mình thử là cũng chết. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con chào ông Hai và con chào chú Bảy. Dạ, hôm nay có nhân viên đến đây thì cũng nhờ ông Hai với chú Bảy chia sẻ vài điều về năm 2024 này. Thưa ông Hai, thì ông cũng từng đi làm từng hàng ngày để mình cầu nguyện cho bà con mình được siêu sanh về miền cực lạc. Thì hôm nay con đến đây nhờ ông Hai chia sẻ lên là năm 2024 này bà con mình sao ông Hai, có khổ dữ không Hai? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Khỏe chính Đức Thầy quyền các cổ tổ các đứng bề trên cảm ơn chứng minh. Hôm nay có cái nhân viên gặp cháu đến đây để rồi trao đổi qua giáo lý của Đức Thầy. Vậy thì tôi hôm nay nó cũng lớn tuổi, bộ nhớ nó cũng ít, nhưng mà nhớ đâu thì nói đó, quý vị cũng thông cảm. Nhưng mà có cái điều á, thì bây giờ đó thì qua lời Đức Thầy nói quyết dạy trần nên nói lời thường, thì cái lời của tôi nói đây cũng là thường thôi. Vậy thì quý vị cũng thông cảm cho. Phần già nữa cái bộ nhớ nó ít, nhưng mà hôm nay có nhân viên thì không gì hơn Đức Thầy nó hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh thì công đức thật từ bi vô lượng. Vì kính thưa chư quý vị, qua lời Đức Thầy nó cái đời nó cùng rồi, tu gấp mới kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Vậy thì cái cơ tận diệt của hạ quân này nó có ba cái quân, cũng như thượng quân, thì có nhiên đăng cổ Phật lập liên kỳ hội thì chúng ta không giữ rớt xuống. Rồi cái đời trung quân có Phật Thích Ca lập linh sơn hội thì chúng ta cũng không giữ, cho nên giờ này còn ngồi đây. Nhưng mà kỳ này đó thì Phật Di Lạc lập cái hội Long Hoa tại núi Ông Cấm, vì thế mà ngài lãnh năm sách lệnh xuống đây để rồi mách bảo cho chúng ta biết cái việc biến chuyển của cuộc đời hạ quân này nó như thế nào, đặng là chúng ta lập thân. Vì cái cơ tận diệt này đó thì qua lời Đức Thầy nói thế giới biến di thương hải, mình mới dùng phép màu lập lại thượng quân. Thì cái thế giới này đó là phải biến hết nước dưng lửa cháy tiêu hết rồi mới là lập lại cái đời thượng quân, là cái đời tiên tại thế. Vì thế mà hôm nay chúng ta được Đức Thầy Lục Vị Phật từ cõi trên tỉnh mà xuống đây để chỉ dẫn chúng ta. Vậy thì chúng ta bây giờ muốn sống á là phải nghe lời ổng. Chứ cái cơ tận diệt này không ai cứu mình được đâu, chỉ có Phật tiên thánh thần có cái công năng độ mình. Vậy thì bây giờ ông mới chỉ mình, vậy bây giờ mình có làm theo hay không thì đó là do nơi mỗi người đều có nhận xét. Nói riêng về tín đồ Phật giáo hòa hảo thì được Đức Thầy Lục Vị Phật không ngồi nó ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà len lỏi xuống chốn hồng trần chịu cảnh chê khen, là vì cái cơ tận diệt này ngài biết mà không phải ngồi trển để chúng sanh chết, cho nên vì cái chỗ mà lòng từ bi đó cho nên mới lâm phàm xuống đây để rồi nhắc nhở chúng ta biết cái cuộc biến chuyển nó tới rồi chúng ta lập thân. Vậy thì bây giờ không có gì hơn thì nó đời cùng tu gấp. Chữ tu là gì? Chữ tu là sửa. Là sửa gì? Sửa xấu thành tốt, sửa dữ thành hiền, sửa tà dại thành ngay thẳng, là sửa chúng sanh trở lại thành Phật, rồi sửa cái sanh tử của mình trở lại thành Niết Bàn. Vậy thì hôm nay mình rất may mắn. May mắn là gì? Xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây làm người khó mà gặp Phật thì khó hơn. Mà hôm nay mình gặp ông Phật sống nữa, mà ông xuống đây ông chỉ rẻ rồi, cũng như bây giờ lời thầy dạy thật là cặn kẽ, nó bao nhiêu tình tâm não góp tôm dặn dò kỹ lưỡng chăm nom khắp cùng. Vậy thì ông dạy cho mình để rằng mình sống mà mình giờ không nghe lời thì nói mình khôn sao được. Mình khôn mà tại sao mình không tìm để sống? Vì cái cơ tận diệt này nó chỉ có Phật tiên thánh thần độ chúng ta thôi.
chứ còn đừng nói phàm là ai cha mẹ ông bà gì không ai cứu mình được hết á. Vì thế mà hôm nay đó, còn lúc này thì chúng ta tu. Bởi vì khi mà ngài đặt cái viết vô tờ giấy đó, ngài nói hạ ơn nay đã hết đời. Mà khi hết đời đó thì phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Phong ba là bão tố giông gió rồi đất á, thì bây giờ nó có ba cái điều kiện: một là trời, hai là đất, ba là người. Mà ví dụ giờ trời muốn mưa phải không chuyển, mà cái gì cũng vậy cũng có cái báo hiệu trước. Như vậy thì nói về đất á, thì bây giờ mình thấy là động đất rồi sụp đất này kia đó, rồi hạn hán rồi bão tố rồi kia lục. Còn nói về cái đó là đất, trời rồi đất. Trời thì giông gió sái mùa sái tiết, rồi đất thì vậy, còn con người bây giờ thì hung dữ. Bây giờ mình thấy tại sao là người, nếu thiệt người thì biết thương người, mà tại sao mình chế ra cái thứ mà để chém giết nhau, bắn giết nhau. Hồi trước cái vụ chế ra cây súng bóp cò chết người rồi phải không? Còn bây giờ hãy nhận nút một cái chết không biết bao nhiêu người. Vậy thì kính thưa cho quý vị, cái cơ tận diệt này Đức Thầy cho biết là diễn biến nhiều cái hiện tượng. Cũng như giặc thì có nhiều thứ giặc đó. Cũng như ngài nói cái giặc đệ nhị thế chiến là đã nói qua rồi đó, từ năm Mẹo cho đến cái năm Dậu rồi nó tạm ngưng thôi. Nhưng mà đây cái trận giặc thứ ba này nè, mà nó không biết kết thúc cái ngày nào, nó đến kết thúc ngày nào, nhưng mà bây giờ mình phải nghĩ rằng nó đến à. Nó đến thì ngài cũng cho biết là năm Mẹo. Năm Mẹo nó khởi cũng như hồi cái năm đệ nhị thế chiến thì cũng năm Mẹo. Năm Mẹo nhiều chỗ bơ dơ bước qua, năm Mẹo như tơ rốt buồn, năm Mẹo tháng Mẹo chưa buồn, năm Mẹo tháng Hợi lị tuôn dầm về, vậy mà chưa thấy ủ ê trung ương rồng lộn thay thi. Vậy thì qua cái năm Mẹo rồi tới năm Thìn, thì năm nay là năm Thìn nha. Mình đoán được coi. Cho nên bây giờ mình coi trên thế giới bây giờ đó, mình thấy ở Biển Đông bây giờ tranh đương với nhau cũng như Nga, Ukraine này kia đó. Đó, rồi các nước bây giờ nó cũng đang tranh giành nhau. Thành ra đó là cũng biến động cho mình biết. Bởi vì Thầy nói rằng cái vật mà thế giới đó, khắp thế giới biết cũng như là khắp thế giới binh lương cũng túc, quyết tranh giành quyền lợi, xé xô nhau, thấy chúng sanh tuôn giọt máu đào lòng, bắt ái động tình rơi nước mắt. Cái chết mà cái trận giặc thứ ba này đó nghe là kinh khủng lắm. Bởi vì bây giờ đó ai cũng chế ra vũ khí, mà nếu ăn thì thôi mà em hen, còn hãy thua là nó nhận nút. Mà nó nhận nút một cái đó, bây giờ hồi đệ nhị thế chiến đó, thằng Mỹ nó luyện có hai trái bom nguyên tử ở Nhật á, hải đảo và Trường Kỳ, mà Nhật mỗi đầu hàng mà chết mấy triệu người. Còn bây giờ đó, theo khoa học bây giờ nó đoán quyết 4/4 của nguyên tử hạt nhân và bơm kinh khí đó hen, chỉ 1/1 thôi cái quả địa cầu này cũng tiêu lụng luôn. Mà nếu bây giờ thua rồi, nó nhận nút một cái rồi, bây giờ tôi nói bây giờ cũng như ba cái mần ruộng này đó, mà thuốc ba con rầy đó hen, mà thuốc ba sa nó xịt khỏi cần trúng thử cái hơi cũng chết. Mà nguyên tử hạt nhân bây giờ mà hả, nó nhận nút một cái rồi bay cái không khí đó thì mình thử là cũng chết. Cũng như cái cơn sóng thần ở Nhật đó, mà cái lò hạt nhân của Nhật nó rỉ một cái đó mà còn la đàn. Vậy thì bây giờ mình thấy cái mình sống đây nó rất là mỏng manh. Đức Thầy tỉ dụ cũng như mình chỉ mình treo chuông, hay là cờ đã thất còn chờ nước chiếu nữa là bí rồi đấy. Mà bây giờ chẳng hạn này, chiến tranh mà nó bây giờ khó dừng lại, tôi nói mọi làng á thì nó bầu ra Liên Hiệp Quốc để đặng mà can thiệp nhau, nếu này mà bên quánh ông kia thì đặng kia binh theo, đặng mà dằn xếp cho nó yên. Còn bây giờ đâu có cần Liên Hiệp Quốc nữa đó, thành ra gì chỗ đó mà mình thấy nó biến động. Bây giờ Thầy mới nói là khó dừng lại, gió câu lụp bụp, mặt nước biển lô nhô lặn hợp, rồi chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nút sục sôi, bầu trái đất một phen lương chuyển. Bây giờ lôi lục địa hay là nguyên nước, nhưng mà nó nhận nút một cái là cái biển nó sôi như hồ cơm do. Bây giờ cái luống biển nó 49 cây số, mà bây giờ ông này làm tấn gửi để dưới hâm dạ chiến tranh, mà tôi làm 1,5 tấn, cái ông kia ông làm 2,5 tấn gà dưới nhóc dưới ốc bu ở dưới địa, mà chịu nhận nút một cái thôi thì nổ hết. Để Đức Thầy với nó ngọn thủy triều nôn nút trục sôi đó, mà bây giờ ngọn cái là nó ở Biển Đông không à. Nhưng mà đó là cái trận chiến thứ ba nha,
Giờ còn nhiều cái trận chiến nữa. Thì sẵn đây cũng nhắc nhớ đâu nói đó nghe. Cũng như đây khi khi mà núi Cấm mà nổ đó, thì vì lập cái hội Long Hoa tại núi Cấm. Mà núi Cấm á thì Đức Thầy cho biết rằng bây giờ rừng lâm cây đá thấy ngày nay. Bây giờ lên trời nó thấy cây rừng đá không à. Mà ngài nó ruột năm non có các đài là có cái đền vua trong á. Một thế giới vậy đó. Nhưng mà nói cái tâm phàm chúng sanh á, thường nhân là tánh tục phàm đâu có tên. Vì thế mà Đức Thầy mới cho ông Lương Nhân Tốt là ông Tổ Ma A đó đi xuống dưới khám điều nguyệt. Thì khi mà ông đi xuống dưới đó về ông mới thực lại. Thì trong tánh đồ này mới tin. Nói vậy thì ngài nói sau này đó hen là cái núi ông Cấm đó. Miền bãi núi mà sao báo quý. Hoặc là ngài nói chừng bãi núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ. Bây giờ chừng nữa đó cái núi ông Cấm nó nổ ra mà chà ra tới bốn thẻ đó là Đức Phật Thầy Thế An. Hồi trước nó sau này nó cấm mà nổ ra đó hen là đá nó chà ra tới bốn thẻ đó. Cho nên bây giờ tín đồ trong bồ phái Bửu Sơn Kỳ Sơn Bửu Sơn Kỳ Hương đó là phải ra khỏi đó thì mới giao cho Đức Cố Quảng đó đi cấm bốn thẻ đó. Đó vậy thì cái miếng đất đó để chứa cái người hiền thì bây giờ muốn sống đó là phải mua vé đăng ký vô đó rồi mới sống, còn ở ngoài cái bốn thẻ đó hen là chết hết. Nước dân lửa cháy hùm tha sâu bắc thú giữ lộng hành năm chèo nổi dậy này kia đó ha là chết hết, chỉ có cái miếng đất đó là chứa những người hiền. Vậy thì bây giờ muốn mà sống đó thì tôi khuyên ông bà cô bác ráng đăng ký mua vé đi, bây giờ còn mua được nha, để mà chờ cho sấm nổ là mua không được. Dạ. Cũng như đây Long Xuyên hay Sài Gòn đâu có chỗ nào bán đạo, mua vé là mua sao bác hai. Vậy thì bây giờ nó có cũng như bây giờ đi lên trên núi Cấm ha mà không mua vé là công an không có cho vô, thấy không? Dạ. Cả 20 đồng hoặc là 25 đồng mới có cho vô. 20 đồng, 25 ngàn. Vậy thì vô bốn thẻ đó nó có 3 hạng vé. Cái hạng mà ngồi trước danh dự như rập hát vậy đó. Đó thì bây giờ cái vé đó 30 đồng là ăn chay trường. Còn cái vé mà ngồi sau chót đó ha là 10 đồng. Là ăn tháng 10 ngày. Còn cái vé mà vô mà đứng không dẫn ai hết trơn là 4 đồng. Vậy thầy nói cha bốn bữa là quy tắc của kẻ cùng chỉ rồi không dắt. Chỉ mình nó làm theo nên nữa không dắt vô. Thì cái đó là cái hạng chót đó. Mà nếu không mua vé là không có vô được. Nó thẳng vậy đó. Bởi vì Hòa Hảo này nói riêng á, được Đức Thầy đã mách bảo chỉ cách. Cũng như bây giờ thầy nói nào là qua liền năm nước trật đàn, qua lỗ dân giáo máu tràn huyết lưu, hoặc là nó thập bát quốc chư hầu giành xé, rồi thêm bằng môn tả đạo tranh giành, sau này Ngũ Long công chúa đánh với tiên nữa, quá phép qua địa cầu này tiêu hết. Bây giờ tiên là ngũ thông, rồi cái Ngũ Long công chúa cũng Ngũ Thông đánh quá phép không như tại thiên rồi vậy, chứ đâu có phải mà đánh phàm như vậy. Qua cái trận phàm này rồi tới cái bàn môn tả đạo đó thì cái quả địa cầu này tiêu hết, khắp thế giới biến gì Thượng Hải là không còn vật gì hết, rồi mới dùng phép màu lập lại Thượng Quan. Vậy thì quý ông bà cô bác mà muốn qua cái đời Thượng Quan thì bây giờ chúng ta phải đăng ký. Mà tôi nói tôi đi theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo này nghe nó dễ ở tu hà. Bây giờ tôi thấy tôi muốn thành gì đó, chỉ một câu một thôi. Bây giờ muốn làm người á thì thương người mến vật là làm người, là đó là có cái lòng thương người mến vật. Là đó làm người. Còn nếu muốn thành Phật, làm chân chánh là tiên là Phật, phải làm gian ác là quỷ là ma, còn cư trần bất nhiễm là ông Thánh. Bởi vì ba cái đạo Phật tiên Thánh, nếu mà bây giờ muốn làm Thánh làm tiên hay làm thần thì đều được hết. Thì chỉ có một câu một mà chúng ta là kết quả. Vậy thì đây muốn qua cái đời Thượng Quan thì tôi nói giờ chỉ có cái hiền. Vì lập được cái hồ Long Hoa đặng có hiền đức được là bao nhiêu. Dạ. Vậy thì bây giờ mình muốn làm hiền thì Đức Thầy chỉ bây giờ mình phải nhẫn nhịn. Mà bây giờ muốn nhẫn nhịn thì phải nhớ niệm Phật. Vì niệm Phật để trừ vọng niệm chúng sanh, niệm cho tà quỷ dị thị gian ra. Thành ra vì chỗ đó mà bây giờ cái phương pháp niệm Phật là cái liều thuốc để trị 84.000 cái chứng bệnh. Thì Trung Hương mấy ông bà cô bác bây giờ đó, một là ăn chay được sống coi đời, thứ hai là cúng lại được sống coi đời, cái thứ ba là niệm Phật được coi đời, là ba điều kiện. Cũng như thầy nói đầu la muốn đánh sớm nghe ta bố thí trì chay, hoặc là tương dưa giữ phận,
là tương với muối cháo reo đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà thì mai sau thoát khỏi trinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ, thì lập lại cái đời thương quan lần đời tiên. Mà muốn sống, muốn thấy cái đó thì bây giờ phải tu. Rồi sớm chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tà chương dựa kế, sẽ mời cúng chiều cúng thì được gần Phật gần vua. Rồi cái thứ ba là khuyên chúng sanh niệm Phật đừng coi đời. Cũng như Tâm Tạng từ Đông Độ qua Tây Phương Thịnh Kinh 81 cái nạn, mà nhờ ông niệm 6 chữ mà ông đi tới Thịnh Kinh. Thì mình đây cũng vậy, đây mà muốn đi vô 4 thẻ, tới muốn cấm mà vô 4 thẻ là phải niệm Phật. Còn không niệm Phật thì coi chừng gặp ông Năm là hổ lang ác thú muôn bày, dọc đường nó đón mình nè. Vậy thì bây giờ chỉ có một cái là nghe lời Thầy. Bởi vì Đức Thầy nói cái khổ như vậy, chúng sanh sắp dướng dương bệnh khổ vậy đó. Thì ông Thầy Ba Đạo mới hỏi Đức Thầy. Ông hỏi nguyên văn nói rằng nhân dân sắp dướng dương bệnh khổ, vậy thì tiên dược phương nào được thảnh thơi, cho thuốc chỉ đường nhờ phương pháp thì ngàn năm ơn đức nguyện ghi lời. Chỉ có cái thuốc của tiên mới trị được thôi, chứ còn thuốc phàm này không có nói trị được qua cái cơn này. Vậy thì Thầy trả lời với ông Thầy Ba Đạo gọn gàng: hành tâm khẩn Phật với lại trời là cúng lại đó, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Vậy thì ông biểu bây giờ phải lại trời, lại Phật đó, rồi niệm Phật được sống coi đời. Dễ ở chứ đâu có khó gì đâu. Nhưng mà quý ông bà cô bác ơi, đây là cơ hội chúng ta lập thân. Bây giờ tôi nói giờ mở ra 10 công ty xí nghiệp đi rồi cực khổ, mà ngàn công ruộng cũng không có mua được cái sự sống đó. Bây giờ đó, công ty xí nghiệp có nào mua được sống 100 tuổi không? Nhưng mà cơ tận diệt này đây rồi cũng buông hết nè. Bởi vì cái cơ trời đó chạy mau lắm. Thầy nói má thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thành si, như thể tên bay lường dinh nhục rủi ngoài một lát. Coi trời ông trăm ngàn gì mà ông muốn mưa đó hen, là ông dần vỗ tới cái ông bão tố rồi sập nhà sập cửa. Hoặc là ngập lúc hết rồi mình không có xe chạy, không đi đâu được nữa, rồi lúa thóc rồi kia chết hết. Rồi bây giờ ông muốn cho hạn nữa, ông nắng cái là ông hạn. Nhưng mà Đức Thầy cũng có nói là đến chừng đó sơn băng kiệt thị, cùng thảm thương bá tánh quá chừng. Rồi đây cái giai đoạn là sơn băng là núi đó, kiệt thị là không có nước uống nữa. Thành ra nhiều cái hiện tượng mà nó xảy ra. Vậy thì bây giờ chúng ta nên tin Đức Thầy là một vị Phật. Cái ông Hòa Hảo này, ông lãnh năm xác định chúng đây. Ông nói việc thiên lý một bầu đều hẳn, thiên là trời mà cái lý của trời Thầy biết hết, cũng như tuồng hát. Ông mà sạn giả ra rồi thì không biết từ đầu tới cuối làm sao giảng. Thì Đức Thầy nói việc thiên cơ khùng bỏ hết trơn cho bá tánh tường nơi lao lý, là ông biết được cái việc thiên cơ nó biến chuyển như thế nào. Thành ra thiên cơ Ngài được lệnh cho nên Ngài xuống đây Ngài mách bảo cho mình. Mà mách bảo cho mình để chi? Đặng thì mình biết, đặng mình sợ mình tu. Vì khổ ách này đặng thức tỉnh trần. Có khổ này mà bây giờ nó sắp chết nha. Mà giờ ông chỉ cho mình sống cũng như tôi nói. Bây giờ cái hang chuột, cái đời nó cùng là như cái hang chuột. Tới hang cùng là chết. Mà được cái ông này ông xuống móc cái ngách cho mình chạy, mà mình không chạy phải không? Thì ở đó là chết. Vậy thì ngu gì mình nói mình khôn, mình ngoan, mình giỏi, mà tại sao mình không chạy, mình tiếc cái nụ rọ mà ở đó hoài phải không? Vì cái danh lợi này đó là cái nụ rọ nó trói mình, nó không cho mình đi đó. Bây giờ tu cái nó bây giờ tu cái sự nghèo, tu sự khổ này kia thua người ta, thì phải tranh đương với nó hoài. Nhưng mà Đức Thầy cho biết được cái cơ tận diệt, cái đời này cùng không còn mấy năm nữa đâu. Mà không mấy năm rồi khắp trong thế giới thay nằm bằng nó. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Vì chừng mà nuôi ông cấm nổ rồi đó hé, dầu có vợ chồng buộc giặt áo, con cái buộc nhau một chùm đi, nhưng mà sấm nổ rồi cũng đứt hết. Bởi vì trong kinh có nói rằng buộc giặt áo không chắc vợ chồng, ngủ mê thức dị mà đứt đùm không hay. Rồi mà núi mà ông cấm mà nổ một cái đó hé, là nói rằng đêm mê bất tỉnh là 7 ngày 7 đêm bật lối trời trăng, tàu chạy không chạy, mà xe không chạy, súng bắn không được. Thành ra vì chỗ đó mà mình thấy mình sắp chết. Mà bây giờ được ông Thầy ông xuống đây ông cứu chỉ mình lẽ sống mà không nghe lời ông thì quá dở. Dạy khôn trần thế chứ nào dạy ngu phải không? Dạy khôn là bây giờ mình đã sắp chết, mà bây giờ ông chỉ cho mình sống, mà mình nói mình khôn, mình ngoan, mình giỏi, mà sao mà mình nữa ta sống mà mình chết. Thì cái khôn của mình coi chừng khôn dại. Bị đời dân vật thì khôn ma, khôn quỷ.
Vậy thì thôi, bây giờ đời nó cũng cùng rồi, bây giờ mình có đủ ăn đủ mặc thôi, giờ ráng lo cúng lại ăn chay niệm Phật để đặng rồi qua cái đời thượng quan chúng ta sống mặc sức hưởng. Vì qua đời thượng quan nó sống trên 10.000 tuổi, khỏi mần cũng ăn khỏi lo, có mặt không đau không bệnh, rồi 70 tuổi mới lập gia đình, 80 tuổi mới có con so sanh ra khỏi cho bố cho mớm nữa, tự biết đi biết chạy phải không? Dạ. Tại sao mình không ham mà giờ cứ lo bu cái này là giả tạm, mà làm cho đã đi rồi thì chừng mà cái đời nó cùng rồi cũng tiêu hết hả? Thì là ra đây lập lại là mình sống cũng như là như bây giờ, nhưng mà không có khổ hay. Cái đó đời thượng quan là đời tiên. Dạ. Lập lại cái đời bởi ta nó sung sướng như tiên, khỏe như tiên, rồi đẹp như tiên. Chừng sắm nổ bước vô bóng khẽ rồi ha, dầu có lông men bắt biến đuôi cùi ghẻ lát gì đó, cái không khí đó nó đánh cái trượt này mất hết. Cũng như mình uống thuốc bổ khoa học bây giờ ha, mình uống thuốc bổ này kia da mặt hồng hào đẹp đẽ này kia đó mịn màng lại, bây giờ người ta sửa mặt sửa mày đó văn minh á, nhưng mà vô bốn khẽ rồi đó cái không khí của tiên đó, nó đánh cái trượt. Cũng như mình là dơ mà ra sông cái gặp nước trong này kia nhảy dưới tắm nó kỳ hồi là sạch trơn phải không? Yeah. Dính bùn dính đồ cũng sạch. Thì qua cái đời thượng quan mà bước vô bốn khẽ đó là tự nhiên con người nó đẹp đẽ lại, già quá trẻ luôn. Yeah. Răng cỏ mọc lại, tóc tai mịn màng, trứng là cao lên. Yeah. Thành tiên mà cũng sống là cũng có lập gia đình, cũng sinh con đẻ cháu ha, cũng có. Yeah. Nhưng mà tới 70 tuổi mới lập gia đình. Yeah. 80 tuổi mới có con so, bởi vì cái đời này nó ít có người ta tu đó, thành ra chết đâu có đầu thai trở lại. Chỉ chọn cái người hiền nè ít lắm, cho nên vì chỗ đó mà chừng đầu thai lại ít lắm. Bác hai có cái câu mà con thắc mắc, cái câu này là Đức Thầy nói đó bác hai: mèo kêu má tánh là sao, tánh đừng gồng gắn máu nào chỉnh ghê, có phải là gì không bác hai? Thì cái đó là năm thành rồi bác hai. Thì cái đó Đức Thầy đã nói cái đệ nhị thi chiến rồi. Dạ. Ngày ra cái năm Kỷ Mão, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão đó. Dạ. Đó, vậy thì Thầy nói cái đó nó đã có, mà có chỉ có ông Phật mới biết được. Ông nói ông khẳng định cho cái xảy ra rồi đến chấm dứt. Dạ. Tạm ngưng thôi, nhưng mà cái chấm dứt là cái đệ chiến thứ ba này mới chấm dứt. Nhưng mà bây giờ tôi nói cái thiên cơ đó thì mình không có bàn, nhưng mà lặp lại Đức Thầy nói nguyên văn thôi. Thì cái tâm phàm mình đó mình bàn không được, đố ai biết được ngày mai. Dạ, dạ. Thầy đố ngày mai thôi mà không, mình không biết được. Dạ, dạ. Nhưng mà bây giờ Thầy nói mình lặp lại, cũng như cái Thầy ra cái năm Kỷ Mão, thì Thầy nói mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Rồi khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng, đó là ngưng thôi. Đó là đệ nhị thế chiến. À, rồi đệ tam thế chiến này là kết thúc, cũng như cái tuần hát ba màn mà cái hàng màn chót nữa mới giảng nha. Thì đây là cái màn chót nè. Màn chót là cái biển Đông này nó xảy ra rồi, là cái màn chót đó. Dạ, cái năm thành này là chắc hoang mang lắm hả bác hai? Thì bây giờ mình cũng đoán được. Dạ. Mà thôi bây giờ mình nói nhắc lại đi, đặng rồi mình nói rồi nó tới, đặng rồi mình lo mình tu kiếm mới vốn nha. Chứ để nó chưa tới cái rồi chừng tới cái rồi mình không có vốn, thành ra chỗ đó mình không có hưởng được. Dạ, ý là thằng đệ nó hỏi là bác hai á, mỗi một ngày bác hai đi cầu nguyện á, thì dân chúng bà con của mình á, khi ngã nằm ở trên, nằm ngã gục như vậy đó, là bác hai cũng thấy là một cái điều mà báo mộng hay là cái gì đó cảnh báo gì đó bác hai? Thì Đức Thầy có nói rồi. Dạ. Thầy đã khẳng định là nó từ đây là cái ngày Thầy ra đời đó, nhân vật mòn hao lần lần. Dạ. Nhân là người mà vật là thú vật. Dạ. Thì bây giờ mình thấy nó rõ ràng rồi còn gì nữa. Cái điều đó thì Thầy mách bảo cho biết rồi, bây giờ mình kinh nghiệm coi. Nhưng mà từ đây tới bây giờ tôi nói hồi chiến tranh ha, chết ngày ra đôi ba trăm người là ít lắm, vài chục người này kia phải không? Còn bây giờ tôi thấy trên đài nói này, cái mà tai nạn xe thôi, khoa học bây giờ chế ra chiếc xe Honda đó, một ngày không có dưới mấy trăm người. Đó là cái chết về cái tai nạn xe. Yeah. Rồi bây giờ ở ngoài là chiến tranh khủng bố nhau này kia nó, rồi dọc đường nó chém giết giật dọc nhau đó, hiện nay nó mòn hao lần lần. Nhưng mà tới mấy cái trận chiến này nè, bây giờ đó cái trận chiến mà Biển Đông này đó ha, rồi cái thập bát quốc khi mà nuốt cấm nổ đó lên trển, nó có cái cột hướng nó cao trển, có trên đầu cột hướng nó có phụ lư nó sáng ánh nè, ngọc nó châu báu rồi cái đó nó ba sáng đó. Các nước nó thấy cái lòng tham nhũng á, thành ra vì chỗ đó mà nó vô nó tranh đương với nhau. Chỗ đó chừng đó không
có cái đền vua, cái ngôi vua mà không có ông vua lên, rồi nó quý báu vậy đó, thì các nước lòng ham chiến nó vô, nó tranh giành, nó chết nhau trong đó. Rồi tới thập bát quốc chư hầu giành xé, xem bàn môn tả đạo tranh giành, rồi qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ dân giáo máu tràn huyết luôn nữa. Nó là nhiều cái trận giặc lắm, rồi mới tới Ngũ Long công chúa. Nói vậy thì từ đây cho biết rằng nhiều cái trận giặc thì nó mòn hao lần lần, mỗi một trận giặc thì nó hao lần lần, thì bây giờ nó con người chết luôn nó một lần ha, đi cầu nguyện 5-6 đám, 3-4 đám thôi, còn bây giờ đi ngày 10 mấy đám. Dạ không hay dạ. Thành ra đi không kịp, mà giờ đừng nói chi, mình kinh nghiệm sớm mình đó. Dạ hồi đó thì già mới chết, còn bây giờ chết thì trẻ không. Dạ vì thế mà cái đời thầy cũng mách bảo cho biết cái đời hạ ngôn hay chết tuổi sinh, vì hạ ngôn này đó bây giờ cái tuổi trẻ đó nó ngang ngược, mở miệng ra nó chỉ thề thôi, nó không kể ai hết, trời đất này kia gì hết. Con người mình hồi trước thì có cha mẹ phải trọng con. Dạ. Người là cái hiếu, nhưng mà bây giờ nó bỏ hết trơn nền hết trong xe. Dạ. Thành ra nó lạng như vậy đó, cho nên đức thầy nó thời kỳ này đó là hay chết tuổi xanh. Thành ra bây giờ mình thấy bây giờ đa số, mà giờ thiệt mình thấy tuổi trẻ giờ mở miệng ra nó chỉ thề rồi, DM rồi. Rồi rồi nó không kể ai trơn, rồi giật dọc rồi kia đâm chém, bây giờ nổi ra cái vụ mà bày ra cái áp tiện này kia đó. Đó thành ra nó mê nhiễm với nhau rồi nó xúi dục, nó thành ra con người bây giờ quá lạng lưng. Yeah. Mà ở đời con người mà phải có phước là sống thọ, thường khi ta nói sống phước thọ đó. Yeah. Cái ông này lớn tuổi như tôi ta nói thọ nè, là tại vì có phước mới thọ. Còn nếu mà hết phước ngang thì đức thầy nói cõi âm thần binh xá dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Nói vậy thì mình bây giờ nó có hai cái đang rượt mình, vậy thì mình có phước thì sọ nghe, mà không phước thì chết yểu á. Bây giờ một con ma bệnh theo hò bén gót, bây giờ mình lên nhà thương mình thấy coi không có chỗ nằm, mà cái nhà thương nào cũng vậy phải không? Dạ. À. Thứ hai là thần chết kia ôm hót bên mình, thì hai cái này nó rượt mình cũng như thể mình coi mà thế giới động vật đó. Mình dòm thấy ba con cọp, ba con beo này kia, gấu rồi đó, nó rượt ba con nai, ba con đồ nó ăn thịt cho mình thấy kinh khủng không? Thì mình bây giờ cũng hai cái đang rượt mình. Một con ma bệnh theo hầu bén gót rượt. Dạ. Mình. Thứ hai là thần chết kia ôm hót bên mình, chờ mình mãn phước ra tay bẻ họng, dấp dò là bị nó, cũng như con nai con hươu rồi chạy mà dấp dò là bị ba con kia giật. Dạ. Thì cái sống của mình bây giờ cũng vậy đó. Bây giờ mình thở ra mà không trả lời là rồi, bí phải không? À, thở này thì khó miệng, chẳng ai ở lại hoặc đi luôn. Đi luôn. Dạ. Là rồi, vậy đó. Thì bây giờ có một cái, giờ cái người tu nó đã cái cũng chết, tu cũng chết mà không tu cũng chết. Nhưng mà có cái chết siêu và cái chìm. Dạ. Cũng như bây giờ cái người mà tu á, thì ta chết ta nổi. Dạ. Lên. Còn cái người mà không tu á, nó nặng rớt xuống địa ngục, cũng như cái vật gì dưới sông mà nếu nhẹ nó nổi trên mặt nước. Dạ. Mà nó nặng nó chìm dưới. Cũng như Đức Thầy nó phước nhiều tiên cảnh, cũng như bà Thanh Đề trước á, tam đồ khổ bà tội nặng lắm, nhưng mà nhờ một kiền liên tạo cái phước mà bà tiêu đi cái tội rồi, nó dư thừa đưa bà về cõi trời. Nó phước nhiều tiên cảnh, cũng như cái điếu thuốc mà cái khói nhẹ nó bay lên mà cái tàn nặng nó rớt xuống. Đó, vậy thì cái linh hồn mình cũng theo cái phước và cái tội. Hãy phước nhiều á thì nếu mình chết thì cái linh hồn mình nó siêu lên. Còn nếu mà không có tu đó ha, thì phước không có phước đó thì nó nặng, nó rớt xuống địa ngục. Mà xuống địa ngục là một ngày chết đi sống lại cả ngàn lần. Cũng như bây giờ nếu mình quất cua ha, quất này kia đó, cá này kia để mà làm chả làm đồ, thì nửa quỷ sứ nó xuống dưới nó cũng bắt nó trói mình bỏ vào trong cối cho nó quất vậy đó. Yeah. Mà trên này giết 10 con xuống dưới mình phải chết 10 lần. Yeah. Mà hết cửa địa ngục này rồi qua địa ngục khác rồi 10 cửa ngục xem thấy ghê hồn. Hay vì thế mà trước giờ mình tê mũi cho nên mình gây cái nghiệp. Nhưng mà nhớ con cái kỳ này là kỳ xả tội. Thầy đã nói là kỳ xả tội nay còn một lúc. Vậy thì bây giờ nghe lời của Đức Thầy mà tin Đức Thầy là một vị Phật mách bảo cho vậy, bây giờ tin ổng rồi nghe lời ổng phát nguyện tu thì trên xá tội. Thì kỳ xá tội nó còn một lúc, nếu ai cải tà quy chánh
thì lý thiên đình ân xá. À, vậy thì bây giờ mình có muốn mà nếu cho tiêu cái nghiệp thì bây giờ mình phải phát nguyện. Mình phát nguyện rồi phải ăn chay, cúng lại niệm Phật, có ba cái điều mà giải nghiệp. À, làm nhân ái tiêu bệnh tật nè. Rồi cúng lại, sớm chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tà chương dự kế, sẽ mời cúng chiều cúng ở gần Phật gần vua nè. Rồi thứ ba là khuyên chúng sanh niệm Phật trong cõi đời. Vậy thì ở trên xã tội thì dưới này mình làm ba điều kiện này thì đâu có đau. Vì Đức Thầy nói tu thiệt tâm thì được thánh thơi. Mình thiệt tâm tu rồi thì có trên độ. Mà nghiệp nó tiêu hết rồi đâu có đau, đâu có bệnh, thấy không? Ngặt con cái bây giờ mình á là làm không đúng. Cũng như tôi nói cái miếng cải mà nó tốt á, mình rào kính á, không có con gà nào vô bư. Mà nó vô nó bư đó là tại nó trống chỗ nào, phải không? Yeah. Vậy thì mình xét lại coi mình quy y nhưng mà giới luật không nghiêm trang, không có làm y. Yeah. À, nay con nguyện quy y mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Mà theo Phật đạo thì bây giờ cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, làm việc lành lánh việc dữ. Mà ngặt không có lợi tánh, cứ gây nghiệp hoài rồi biểu mình không đau không bệnh sao không, chuyện này chuyện nọ sao được. Cho nên giờ mình xét lại coi tại vì mình còn tật nhiều lắm. Bởi vì mình cái tâm hàm của mình bị vô minh nó che mờ căn trí, cho nên mình không sáng suốt, mình nhận ngụy làm chơn. Đó cho khi cái chuyện mà nó xảy ra đó thì mình không giác ngộ trước, cho nên mình mới gây nghiệp. Mà gây nghiệp rồi thì nó đã có nghiệp rồi, là làm sao mình hối được. Tôi đặt cái vụ bây giờ cũng như con gà nó vô bơ miếng cải, thì nếu mình giác ngộ trước nó thôi, bây giờ không có chọi nha, chọi nó tội nghiệp, nó trúng ra nó chết hoặc là nó què nó mang thật tội nghiệp, thì cái người này ta giác được ta không có chọi, người ta đuổi. Còn mình nóng quá miếng cải tốt gì mà vô bơ cái sắt cái khúc cây chọi cái nó giải bạch bạch chừng đó mình mới hối hận được, cái đã rồi rồi vậy thì ta giác không kịp. À, cho nên bây giờ cái đạo Phật là phải giác biết trước, đặng rồi mình đừng gây nghiệp. Cũng như Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Mình tới ngày đau cái quả tới rồi mới giác ngộ. Còn Phật sẽ biết trước cho nên không gây. Vậy thì hôm nay có cái nhân duyên là tôi cũng mong rằng dù trong nước hay ngoài nước, quý ông bà cô bác anh chị em lớn nhỏ phải tin qua lời Đức Thầy Lộng Vị Phật xuống đây cứu mình, cứu mình rồi lập lại cái đời thượng quan, ban thưởng cho mình sống cái cảnh tiên. Vậy thì mong rằng quý ông bà cô bác giác ngộ để rằng quy đi rồi lo lập thân. Thì nó có ba điều kiện: một là ăn chay nhiều ít, hai là cúng lại, ba là niệm Phật, rồi được sống coi đời chúng mấy trên á. Chứ khỏi có đi đâu hay khỏi làm gì, khỏi có gõ mỏ tụng kinh gì cho nhiều hết trơn á. Tu tại nhà mà, bởi vì Đức Thầy nói khi mà cái đạo nó bế mạc đóng cửa rồi không có thiền nữa, đó là lục tổ quay năng như sư thần tố, thì thấy chúng sanh căn cơ thiện bạc cho nên không có thiền nữa, cho nên bế mạc. Thì hôm nay đời cùng thì Đức Thầy lãnh lệnh của Đức Minh Vương, thì khi ông Đức Minh Vương này ông lên ngôi đó, ông làm vua ông bù lại đó, cho nên thì này mà nghe lời ông đi thì ông cứu mình để rồi qua cái đời thượng quan, ông lập lại cái đời thượng quan là cái đời tiên ban thưởng cho mình hưởng. Vậy thì bây giờ mình mà bỏ qua cơ hội này rất cũ. Cho nên mong rằng trên gia hộ cho toàn thể quý vị tiêu đi nghiệp quả, rồi trí óc sáng suốt, rồi tin qua lời Đức Thầy để rồi công phu hành đạo, để đến ngày Thầy trở về được diễn kiến Đức Thầy và có mặt trong ngày đại hội Long Hoa, để chúng ta hưởng cuộc đời thượng quan thánh đức. Thầy chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, con cảm ơn ông Hai và chú Bảy đã chia sẻ về một cái đề tài rất là hay để giúp cho mọi người hiểu thêm nữa để tinh tấn tu hành. Đến đây thì cũng xin kết thúc video, cũng xin chúc cho ông Hai được nhiều sức khỏe và chú Bảy và tinh tấn trên con đường Phật pháp. Chúc cho mọi người được thân tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.